Vâng, chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh của đồ gỗ Trung Kiên ạ. Trong video ngày hôm nay thì em trai lại đưa lên những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ rất đẹp để mình có thể cân đối cho không gian ngôi nhà mình em mình nhá. Và như em mình đang thấy ở trên màn hình thì ở đây em có hai tác phẩm về mãnh hổ để em mình có thể cân đối em mình ạ. Gỗ Hương Ta Gia Lai em mình nhá, hàng đủ tứ diện cho em trai. Những tác phẩm nhỏ nhỏ như này thôi em mình trang trí ở trên những cái đôn ở kệ hoặc là ở những vách ngăn hoặc là để ở bàn làm việc rất là đẹp em mình ạ. Ấy, hổ thì luôn là thể hiện một cái sự quyền lực, một cái sự dũng mãnh, thể hiện cho cái ý chí vững vàng như là đẳng cấp của anh chị em mình ạ. Đấy, để các bác có thể cân đối mang về cho không gian ngôi nhà mình với những tác phẩm như này nho nhỏ và giá cũng sẽ rất là hợp lý nữa em mình ạ. Em sẽ đưa máy lại gần để các bác có thể nhìn thấy kỹ tác phẩm này hơn em mình nhá. Đấy, ở hai tác phẩm hổ này thì đều có hai cái lối đục khác nhau, nó chỉ gọi là hai cái chiều hướng vào nhau thôi. Em mình thích chiều hướng bên trái hay là bên phải thì có thể là lựa chọn em mình nhá. Đây, các bác có thể thấy cho em trai này, làm rất đẹp luôn, từ những chỉ mỉ, từ những cái phần bộ lông đấy, những cái phần vằn của chú hổ thôi, làm tứ diện em mình nhá. Phần phía dưới cũng làm được những phần bộ lông bụng em mình ạ. Đấy, chơi cho em trai là làm rất là kỹ cho em trai. Cái diện mặt em mình ơi, em mình nhìn cái diện mặt cho em trai này, làm hung dữ, thể hiện một cái sự gọi là rất là thật em mình ạ, có hồn cho tác phẩm luôn. Những cái đường gân cơ bắp cũng được làm rất là kỹ càng. Đấy, phần xương sườn sờ vào em thấy được những cái phần lồi khối của tác phẩm, phần lồi khối của một cái chú hổ rất là thật em mình ạ. Đấy thì bên này cũng thế. Ở bức bên này cũng thế, hai bức thì phải gọi là tương đương nhau rồi. Các bác thấy thích bức nào, em sẽ thông báo kích thước của từng chú để mình có thể cân đối với mình nhá. Với tác phẩm bên này đi. Với tác phẩm này thì là cao là 24, ngang là 52 và chiều sâu là 16 cho em trai. Liền khối em mình nhá, tất cả đều là hàng liền khối em mình ạ. Bức này thì cao là 27, ngang là 52 và sâu là 17 cho em trai. Đấy, hai tác phẩm này thì em đang giao lưu với một mức giá rất là yêu thương thôi, rất là rẻ thôi để mình có thể cân đối em mình ạ. Chỉ có 4.500.000 đồng cho một tác phẩm. Anh mình thấy ưng ý tác phẩm nào thì có thể là liên hệ trong qua đầu số hotline 0836776688 để em trai có thể là gửi lại hình ảnh chi tiết tác phẩm và chốt đơn cho anh chị em mình nhé. Cảm ơn chị đã theo dõi suốt video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.